Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nghe Nhìn Audio. Hôm nay thì chúng ta đang đứng ở trong một không gian rất nhiều đèn Tiffany, nhưng mà không phải là video review về đèn, mà sẽ là một cặp loa rất là đẹp ở đây, đến từ một thương hiệu nó cũng hơi lạ một chút tại thị trường Việt Nam, và bản thân Ngọc thì cũng mới biết đến thương hiệu này gần đây mà thôi. Thế nhưng trên thị trường thế giới thì thương hiệu Atelier đã đạt được những thành công nhất định và gắn liền với tên tuổi của một huyền thoại, đó chính là ông Robert Gabory. Nói về Robert Gabory thì trước đây ông này chỉ sản xuất những mẫu loa dành cho những người bạn bè là nghệ sĩ, và ông cũng là một người rất thích nghiên cứu, tìm hiểu và viết báo về những mẫu loa kèn. Và sau đó thì ông đã chính thức xâm nhập vào thế giới hi-fi. Ông cũng là người đồng sáng lập ra thương hiệu Gemmy. Và khi nhắc tới cái thương hiệu này thì Ngọc cũng đã từng nghe tới một mẫu loa rất nổi tiếng, đó là Katana. Và khi mọi người search thử cái tên đó trên mạng ấy, sẽ thấy được hình dáng của mẫu loa Katana nổi tiếng trên cái mẫu Atelier Tiletto mà chúng ta đang có ở đây. Và hiện tại thì hãng Atelier này đang được phân phối chính thức bởi hi-fi.com.vn. Nói lại một chút về cái thương hiệu Gemmy cũng như là ông Robert, thì cho tới năm 2008, khi mà thế giới đang gặp một cơn khủng hoảng, thì ông Robert đã chính thức rời khỏi thương hiệu Gemmy. Sau đó đến năm 2011 thì ông đã cho ra đời thương hiệu Atelier. Cho tới năm 2015 thì ông đã cho ra mắt mẫu loa đầu tiên là Cadenza tại Quebec, Canada. Rồi cho tới nay thì chúng ta cũng đã có thêm những sản phẩm khác, và tiêu biểu ở đây thì chúng ta đang có mẫu Stiletto. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào video ngay bây giờ để review mẫu loa này nhá. Nói về Atelier Stiletto thì đây là một mẫu loa gần đây nhận được rất nhiều sự bàn luận bởi những audiophile trên thế giới. Vì sao ư? Vì nó có một cái thiết kế rất đặc biệt, và ngay cả về cấu trúc thùng loa thì bây giờ Ngọc sẽ chia sẻ kỹ hơn cho mọi người. Nhưng trước tiên thì chúng ta cứ nhìn ngắm cái thiết kế hình dáng của nó đã. Đây là một mẫu loa được thiết kế theo dạng nghiêng tối ưu về pha, nhưng không phải là nghiêng thùng loa như những thùng loa bình thường, mà nghiêng lại còn được cắt vát luôn ở phần đáy loa. Phần thùng loa thì mọi người sẽ thấy nó sẽ có một cái lớp sơn rất là bóng và được phủ bóng theo phong cách của piano. Không chỉ có một lớp bóng đẹp như vậy mà chúng ta còn có một nước sơn bên trong được hoàn thiện rất là kỹ. Khi mà mọi người nghiêng ra một góc thì đây sẽ không hề có một tí gợn nào ở cái lớp sơn bên trong cả. Thế nên Ngọc đánh giá rất cao ở cái phần hoàn thiện lớp sơn trên cái cặp loa này. Cùng với đó thì mọi người sẽ nhìn thấy ở đây nhá, logo Stiletto. Một bên thì là Stiletto, còn bên này thì sẽ là Atelier. Đều được làm nổi lên với màu vàng, tạo ra được cái sự tương phản với cái bề mặt màu đen, rất là đẹp. Tiếp tới thì chúng ta sẽ nhìn vào cái mặt trước của loa, nơi mà đặt những cái driver thì được hoàn thiện với da lộn cao cấp. Ngay cả phần sau loa thì cũng sẽ được hoàn thiện với da lộn, khi mà sờ vào rất đã. Bên trên thì chúng ta sẽ có những đường dập nổi để có thể tránh nhiễu xạ. Còn bên dưới thì đây, cái nơi mà có cái đường cắt vát rất là đặc biệt ở đây, và được đỡ bởi một cái chân kim loại rất là cứng cáp, chịu toàn bộ lực của loa khi mà chúng ta có thiết kế nghiêng. Và nếu như mọi người để ý ở bên dưới á, thì cái phần kim loại này giống như kiểu là một vị trí chờ. Có thể là ở trong những phiên bản sắp tới thì hãng sẽ đưa vào đây là một bộ âm ly tích hợp, khi đó chúng ta có thể kết nối trực tiếp tới nguồn phát mà không cần qua những mẫu âm ly ngoài nữa. Nói kỹ hơn về thùng loa, nếu như mọi người nhìn sơ qua về thùng loa này thì cũng nghĩ rằng là nó cũng giống như những thùng loa khác, kiểu bốn mặt gỗ sau đó ốp vào. Nhưng không, thùng loa này được kết cấu với hai lớp, giống như kiểu là hai thùng loa ốp vào nhau để tạo thành. Nó sẽ sử dụng chất liệu là gỗ ốc chó và gỗ thích. Bên trong sẽ là một lớp khung xương, và ở đây nếu như mà Ngọc tháo được cái mặt này ra thì mọi người sẽ thấy nó sẽ có những lỗ tròn ở những cái điểm nhạy cảm mà có thể bị nhiễu ồn do woofer đánh. Sau đó thì là năm tấm gỗ khác ốp vào bên ngoài, tạo ra một cấu trúc với thùng loa hai lớp. Đối với những mẫu loa thông thường thì mọi người sẽ thấy nó sẽ có một cái lỗ thoát hơi ở phía sau để có thể đẩy toàn bộ những cái hơi khi mà màng loa của chúng ta trả về. Khi đó thì nó sẽ tạo ra một cái sự lệch pha và gây ra nhiễu ồn không mong muốn. Nhưng với mẫu loa này thì mọi người sẽ thấy nó không hề có một cái lỗ thoát hơi nào ở đây. Vậy thì hãng đã phải giải quyết bằng cách nào? Đây chính là cái thứ đặc biệt gây ra cái sự bàn luận rất nhiều của audiophile mà Ngọc đã chia sẻ. Thì ở trong đây sẽ có hai khoang độc lập dành cho những driver woofer. Nó sẽ đi theo hình zig zag, cái năng lượng sẽ bị giảm dần lại, và sau đó đến cuối thì hãng sẽ nhét đầy bông vào trong đó để có thể tiêu tán toàn bộ năng lượng đi. Và hãng cũng đã tuyên bố một cái triết lý khi mà thiết kế cặp loa này, đó là on the bass, none of the boom, tức là chỉ có năng lượng bass và không hề có nhiễu ồn. Đó, mọi người có thể tưởng tượng rằng một cặp loa với thiết kế rất là đặc biệt ở phần thùng, mà gần như chúng ta chưa thấy được một thùng loa nào có thiết kế tương tự như vậy.
đến với những cái driver mà chúng ta đang có ở trên đây. Đầu tiên sẽ là driver twister. Mọi người sẽ thấy đây là một twister với cái kích thước khá là lớn, lên tới là 1.2 inch. Và cái twister này thì cũng sẽ có một thiết kế rất đặc biệt, khi mà đằng sau chúng ta cũng có thể gọi nó là một cái khoang nhỏ, tương tự như cái khoang của phần woofer này, để giúp cho nó có thể tránh được những cái nhiễu không mong muốn. Tới với driver woofer mà chúng ta có ở bên dưới đây thì nó sẽ có hai driver woofer sử dụng màng giấy với kích thước là 165mm. Ở trên bề mặt này thì sẽ được phủ một cái chất liệu để giúp cho màng loa sẽ không bị biến dạng khi mà chúng ta hoạt động. Thêm nữa, ở bên trong thì nó sẽ có hai khoang độc lập như vừa nãy Ngọc đã chia sẻ rồi nên cũng không nói lại quá nhiều. Đặc biệt đấy là ở driver mid phía bên trên đây. Nó đặc biệt ở điểm nào? Đó là cái driver mid này nó sẽ không đi qua bộ phân tần mà sẽ được đưa thẳng trực tiếp tín hiệu từ cọc loa tới cái loa này. Và cái driver này thì sẽ có đường kính là 140mm nhá. Và khi nó không đi qua cái bộ phân tần thì nó sẽ có những ưu điểm gì? Thứ nhất, đó là khi mà nó không đi qua những cái linh kiện đó thì cái nhiễu về âm thanh ảnh hưởng đến chất lượng âm khi mà đưa tới loa là cực kỳ ít. Thêm nữa thì khi mà tín hiệu được đưa thẳng trực tiếp đến như vậy thì cái độ động của loa gần như là được đáp ứng lập tức, không còn độ delay ở trên đây nữa. Thì đấy là cái ưu điểm khi mà hãng đã sử dụng cái driver mid này lấy tín hiệu trực tiếp từ cọc loa và không đi qua phần tần. Còn bây giờ thì tất nhiên sẽ đến một màn, đó chính là mời mọi người nghe thử âm thanh khi mà chúng ta chơi cặp loa Atelier Stimulator này nhé. Qua những cái check vừa rồi mà chúng ta được trải nghiệm trên cặp loa Stimulator này thì mọi người có thể thấy rằng với công nghệ thùng loa thì hãng đã có thể hạn chế được cái nhiễu ồn trên cái cặp loa này một cách triệt để nhất. Rồi với giải cao thì chúng ta có thể thấy được cái sự phân rã và cái độ mộc của đôi loa này mang lại.
Đặc biệt với cái track 3 thì mọi người có thể thấy rằng cái vocal mà Loa làm ra rất là tự nhiên, nghe cực kỳ đã tai. Nói chung đấy là những cái trải nghiệm nhanh mà chúng ta có thể nghe được từ cặp loa này phát ra. Nếu như mà có cơ hội để nghe kỹ hơn nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận thêm về những cái âm thanh mà cặp loa này mang lại. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây đó là hãng đã tối ưu rất tốt bởi cái công nghệ thủng loa kép, cùng với đó là driver mid đi trực tiếp xuống cọc loa mà không qua bộ phân tần, một trong những thiết kế rất đặc biệt mà đôi loa này được sở hữu. Và trên đó là những chia sẻ của Nghe Nhìn Audio dành đến cho các bạn về cặp loa Stiletto. Các bạn thấy sao về cặp loa này thì xin một comment để lại ý kiến ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Nghe Nhìn Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.